Trân trọng kính chào quý đầu tư và anh chị em lại kinh bất sở Việt Nam nay. Hôm nay ngày cuối tuần chúc anh chị được nhiều sức khỏe và an lành nha. Hôm nay em chia sẻ với anh chị một miếng đất nền à ngang là 12m, à, sâu vô là 44m nha anh chị trên đất thì có 100 hai 20 mét thổ cư cái đường này là đường đan là 3 m anh chị mình di chuyển thẳng đường này á, là về hướng đường quyện 35 là chạy xe khoảng 4 phút ha ra đó về phải là về hướng chợ trái cây Vĩnh Kim trường học quỹ ban thế giới động và nhiều tiện ích khác nhanh chị. còn về trái là về hướng trung tâm thành phố Mỹ Tho là khoảng 6 km là tới rồi rất là gần nha anh chị đất mình thì nằm đất liền nha anh chị Đất mình bằng đường đam luôn. Rất là đẹp nha anh chị. Đây điểm quay qua cái đất cho anh chị xem nè. Đây. Đất mình khá đẹp ha. Từ tụ xi măng này nè anh chị. Đó. Sâu vô là 44 mét. Còn cái mặt tiền mình đó là 12 mét nha. Thích hợp cho cô chú anh chị về đây cách nhà ở ha. Hay xây biệt thự. Tại diện tích này cũng vừa phải để cho anh chị không gian các biệt thự ha. Khu này nhà ở thì rất là đông nha anh chị. Ở đây có điện, nước, cáp wifi, đèn đường đầy đủ cho mình hết nha. Nhà thì rất là đông, khu này rất là an ninh. Tại đây uh, di chuyển khoảng là 100 m thì tới nhà văn uh, hóa. À ở đây là vị trí đây là ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Cái đường này đường công cộng là 3 m ha, đường là liên thông về à, Quốc lộ A là đi thẳng này nha anh chị. Đất mình đây nè, khá đẹp ha. Đất mình đi bằng đường đan luôn anh chị chiều sâu thì nó là 44m anh chị. Đất mình thì có 120 mét thu cư ha. Đất mình thì sạch sẽ. Không có màu mã gì trên đất hết. Anh chị cũng rất là yên tâm vấn đề đó nha. Cô chú anh chị thường về đây à, à, sợ có màu mã. Đó đây không có màu mã gì hết nha. Anh chị rất yên tâm nha. Thì xung quanh anh chị cũng thấy rất rõ rồi đó. Nhà cửa rất là đông. Đó đây là mặt tiền đường công cộng là 3 mét nữa. Rất là thuận lợi. Nếu mà di chuyển về chợ anh chị. Gần nhất ở đây đó đi... À, chạy xe khoảng à, 10 phút chưa tới 10 phút đâu chị khoảng 7 8 phút thôi là tới chợ rồi ha đây có à, chợ như gần nhất là chợ dầm dưới đó, anh chị đó đó là thế giới động nè thì mới xanh trường học đầy đủ hết nha còn di chuyển về chạy tới cây kim là chạy khoảng à, 15 phút là tới anh chị đất mình rất là cao ha rất là đẹp ha tại vì cỏ lên âm tầm vậy anh chị đất mình bằng phẳng anh chị không có mương nha đất mình rất là cao nha anh chị em di chuyển ra cuối cái ganh luôn anh chị để em chỉ cái ganh giới cái phần đuôi luôn để cho anh chị xem à, trực tiếp nữa ha để cho anh chị nắm rõ hơn nha từ cái đất mình nó chị di chuyển ra đường nhựa anh chị đây đường nhựa là có đường nhựa à, kinh đào là khoảng là 400 m là tới rồi ha em rất là gần gia chủ ký gửi giá bán là 1 tỷ à, 150 triệu nha chị giá này còn thương lượng chính chủ nha trên đất mình á, thì có 120 mét thổ cư nha anh chị qua wow, đất khá là đẹp ha đất cao gáo bằng phẳng ha anh chị đây anh chị cô chú ở Sài Gòn á, di chuyển về tới đất mình luôn á, là khoảng 75 cây số mới tới nha anh chị nếu mà anh chị có xe ô tô xe tải lưu thông trước đất mình luôn nha nè, quay cho anh chị xem là xung quanh đất mình ha nhà ở cũng khá là nhiều anh chị cái hướng đất mình đó là hướng bắc nha anh chị nào mà có phong thủy cách nhà cửa đây là hướng bách thích hợp cho anh chị nha đây đất mình chiều sâu cũng có chiều rộng cũng có ha rất là đẹp ha mặt tiền ở đường công cộng nữa là đan 3 m nữa rất là thuận lợi và di chuyển xe ô tô xe tải tới đất luôn rất thuận lợi cho mình ha lên tổng diện tích cái thửa đất này anh chị là 528 mét vuông nha anh chị gia chủ ký gửi giá bán là 1 tỷ à, 150 triệu đó này giá này còn thương lượng chính chủ ha giấy tờ đó thì gia chủ sẽ bao giấy tờ trọn gói cho mình luôn mình rất là yên tâm vấn đề đó nha thì giấy tờ đó thì hiện tại là sổ hồng nó đang nằm ở nhà không có thế chấp hay là cầm cố ngân hàng gì hết anh chị đây cần tới cái đuôi đất anh chị chiều sâu mình khá là dài ha 44 mét là anh chị nãy giờ đi mỗi chân luôn mà chưa tới cái đuôi nữa nè phía sau đó là cái chủ khác như vậy trồng dừa là chủ khác nha đất mình nằm ở trồng cỏ thôi tại vì chủ này ở xa chị ở sài gòn là không có thời gian canh tác nên tính lúc trước là, về để ở đó nhưng mà cuối cùng là không có về đây nên cần chuyển nhượng cho chủ mới miếng đất này không có cây ăn trái gì hết chỉ có cỏ thôi chị về đây mình cải tạo lại ha mình kéo lưới lại về. ở trước cái đường đàn đó mình cắt cái nhà nhỏ mình ở rất là thoáng mát ha khu này cũng rất là an ninh cho anh chị nữa đây nè anh chị đây cái ganh cái tụ xi măng này anh chị ơi đó là ganh cuối cùng của đất mình anh chị đó ngang qua bên kia là 12 mét ha còn cái mặt sâu vô đất mình á là 44 mét đất mình cũng khá là đẹp ha giá là 1 tỷ 150 triệu anh chị giá này còn thương lượng chính chủ nha giấy tờ thì gia chủ sẽ bao trọn gói cho mình luôn nha anh chị đây có tụ xi măng này ha đây là cái ganh cuối cùng mình ha anh chị nó có tổ xi măng nè cái hướng đất mình là hướng bắc nha anh chị đất mình này sạch sẽ không có màu mãi gì hết nha Đấy, em quay trực tiếp để cho anh chị nắm rõ hơn và cụ thể hơn để mình à, mua để đầu tư hay là cắt nhở anh chị đất mình thì bằng phẳng nó không có thấp hơn đan nha bằng đường đan luôn anh chị rất là đẹp ha rồi đến em kết thúc video. À, quý đầu tư và anh chị nào quan tâm cái mảnh đất nền này thì liên hệ bên em ha. Để bên em có người dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ luôn. Để mình thương lượng cái giá cả hợp lý để mình mua anh chị. À, bác sản Đức Việt xin chào và hẹp lại ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.